Đây, thay pin cho con 11 Pro Max đây. Đây có pin EU. Thay pin cho con 11 Pro Max đây. Bóc ra app của nó còn nguyên nhá, không hề bị sứt mẻ một tí đâu nhá. Bây giờ thay quả pin xong đóng vào đấy là báo đây là máy zin app. Như thợ vẫn nói hàng zin app. App càng đẹp. Đây không cần phải dán nhá. App đảm bảo luôn, bao luôn app zin. Bao app zin. Phải bóc ra nó có rắc đéo đâu mà phải dán, đúng không? Nhìn này, bóc không rách một tí nào cả. Cái quả pin iPhone này nó giống như con người, nó già thì nó yếu. Nhưng con người thì không thay được, cái quả pin iPhone thay cái nó lại khỏe. Mà cái thằng pin iPhone XS Max ấy, nó mới khỏe, chứ còn thằng 11 Pro Max này, pin nó không khỏe được như thằng iPhone XS Max đâu nhé. Cái quả pin này nó sẽ chỉ trụ được khoảng tầm 600-700 lần, 800 lần thôi. Chứ còn thằng iPhone XS Max ấy có những quả nó trụ đến 1.000 lần. Chứ còn bọn này thì không, bọn này thì không có bằng. Nhìn bóc ra đẹp nhé. Đó, bây giờ thay của pin này xong đóng vào đấy là báo đấy là hàng này là hàng zin app. Zin nguyên app, không cần phải dán, bao app zin, không zin tặng 10 cái máy. App không zin tặng 10 cái máy. Và xem ở sao bên trong này thay pin rồi. Tao bao app, tao bao máy đéo đó. Bao app mà. Tao bao app zin chứ tao có bao máy zin đâu. Nhìn này. Chất nhỉ. Thế nha.